mình sẽ thực hiện một cái clip cũng liên quan đến bóng bay luôn nha các bạn. Đó chính là thực hiện một cái clip thử phá hủy bóng bay bằng giấy thun nha các bạn. Đây. Cái giấy thun này các bạn mình đã chuẩn bị khá là nhiều. Bây giờ bắt đầu mình sẽ thở bóng lên và nhét vào cái ca. Xong rồi mình sẽ buộc nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ làm nha các bạn. Đây là ca. Bây giờ bắt đầu mình sẽ thở bóng bay luôn. Đây các bạn. Cột lại. Mình sẽ làm nha các bạn. Mình sẽ cột đến khi nào nó bể luôn. Mình sẽ cho vào cái ca nha các bạn. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình sẽ cột đến khi nó kể là phá hủy cái bóng bay bằng dây thun á các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cột đến khi nào nó bể thôi. Y như cái bình hồ lô luôn. Cố gắng để cho nó nổ như vậy. Nó không nổ, quái chướng rồi. Hết ra luôn các bạn ơi. Đây. Nó bung dây thun ra hết trơn luôn. Vãi chưởng. Bây giờ phải ngồi đây nhặt dây thun. Nói chung là cái bóng bay này các bạn không có bể được nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm một cái chỗ khác làm sao để cho nó bể nha. Chứ bây giờ là không bể rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì đây nhỉ? Sẽ bây giờ các bạn đợi tôi tí nha. Ok, nãy giờ là mình đã thử rồi các bạn. Dùng cái dây thun này là không bao giờ nó bị bể được. Tại vì cái bong bóng này nó đàn hồi. Bây giờ mình không dùng cái đó nữa mà dùng kim luôn nha các bạn. Chơi lớn luôn. Đây, mình có cũng còn mấy cái. Bây giờ bắt đầu mình sẽ phá hủy luôn chứ không cần dùng cái này làm gì. Có mệt. Bây giờ
Rồi. Ok rồi thì nói chung clip này là thất bại, ok. Rồi thì thất bại nhưng mà mình cũng có làm cho các bạn xem một đoạn cũng là phá quỷ bóng bay nhưng mà theo kiểu bình thường thôi. Rồi mình sorry các bạn, mình sẽ làm những clip không thất bại như các bạn. Các bạn đã xem clip của tôi. Nếu các bạn thấy hay thì like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhé. Xin các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.